huấn luyện viên Park Hang-seo vừa bắt tay bầu Đức làm việc lớn cho bóng đá Việt Nam. Cầu thủ thuộc Học viện huấn luyện viên Park Hang-seo đã đến Gia Lai để ăn tập. Học viện Park Hang-seo đã có thông báo gây chú ý, hành trình mới tại Học viện bóng đá Lê Băng Hoàng Anh Gia Lai. Học viện Park Hang-seo xin vui mừng thông báo, ngày hôm nay ngày 20 tháng 5 chính thức đánh dấu một chương mới đối với bạn Nguyễn Thành Lợi. Lứa U15 của Học viện Park Hang-seo đã bắt đầu hành trình rèn luyện kỹ năng và chinh phục những đỉnh cao mới tại Học viện bóng đá Lê Băng Hoàng Anh Gia Lai. Chúng tôi tin tưởng rằng bạn Thành Lợi sẽ có những trải nghiệm học tập tuyệt vời và gặt hái được nhiều thành công. Bạn cũng chính là lứa đầu tiên mà Học viện Park Hang-seo gửi gắm vào cái nôi đào tạo bóng đá chuyên nghiệp, Học viện bóng đá Lê Băng Hoàng Anh Gia Lai. Con đường phía trước sẽ có nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên Học viện tin tưởng rằng với sự nỗ lực và quyết tâm, bạn Thành Lợi sẽ đạt được những thành tựu đáng tự hào trên đường chinh phục giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Hãy cùng gửi Học viện gửi những lời chúc tốt đẹp đến bạn, chúc bạn nhanh chóng hòa nhập tốt với môi trường bóng đá chuyên nghiệp cũng như có những khoảng thời gian học tập thành công và đạt thành tựu tốt tại viện bóng đá Lê Băng Hoàng Anh Gia Lai nhé. Thông tin kể trên được xem là tín hiệu vui cho bóng đá Việt Nam, khi cầu thủ đầu tiên của Học viện huấn luyện viên Park Hang-seo đã đến Học viện LPB Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức. Cái bắt tay này nếu diễn ra lâu dài sẽ mang đến hy vọng về thế hệ tài năng trẻ ra đời. Nên nhớ, mối nhân duyên của huấn luyện viên Park Hang-seo và Bầu Đức đã giúp bóng đá Việt Nam gặt hái vô số thành công. Bầu Đức đã 3 lần sang Hàn Quốc mời huấn luyện viên Park Hang-seo và trả 2 năm tiền lương đầu tiên. Sau khi chia tay tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo muốn làm đào tạo trẻ. Đây là lý do có sự ra đời của Học viện Park Hang-seo. Quan điểm làm bóng đá của ông Park rõ ràng rất hợp với Bầu Đức, người mở đường cho bóng đá trẻ Việt Nam phát triển. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.